Mau. Đây đi về Cà Mau đây. Định vị tới hai cái điện thoại luôn, sợ nó chỉ lạc. Sợ nó chỉ lạc nên định vị tới hai cái điện thoại luôn. Nếu mà để quay cái đó không? Nếu mà cả nhà mà có đi về ở ở cái hướng mà Rạch Giá này á thì đây này, trên cái bản đồ nè. Nếu mà trên ở ngay chỗ Rạch Giá này thì mình đi ra ngay chỗ hôm qua mình ra chỗ nào ta? À đây. Thấy rõ không ta? Đây. Ngay chỗ là gần ngay chỗ chợ Rạch Giá có cái cầu 3 tháng 2. Cái cầu này là rất là đẹp luôn, buổi chiều mình ra đây mình ngắm cảnh đẹp lắm. Rồi mình ngay chỗ cầu 3 tháng 2 đó, mình vừa qua cầu là mình quẹo đường Trần Hưng Đạo á. Quẹo Trần Hưng Đạo là ở bên ngay chỗ cái mé đường đường Lý Nhân Tông nè, với lại cái khúc mà bên đường Hải Triều nè là có nhiều nhà nghỉ nha mấy mấy bạn. Là nhà nghỉ cũng rẻ lắm, nói chung là sạch đẹp, tiện nghi đầy đủ. Rồi chiều đó mình ra ngay cái đường bờ kè này nè. Mình cái đường bờ kè này mình dạo mát ở cái chỗ cái công viên này. Thì ngay chỗ cái cầu đường 3 tháng 2 này là ngay chỗ này là cái chỗ mua vé tàu đường mình đi đây nè mấy bạn. Cái đường này là mình đi qua Phú Quốc nè. Đó, chiều tàu sẽ đậu đây. Mua vé thì mình mua ở trên ngay chỗ đường 3 tháng 2 này. Rồi mình đi lên tàu mình đi Phú Quốc. Đó, cái view này là đẹp nè. Chiều ở đây có cái nhà hàng. Cái nhà hàng nằm ở ngoài cái chỗ lấn biển nè mấy bạn. Nó rất là đẹp luôn. Sáng mình có đi ra đó mình quay một số cái mình bay livecam á để mình ghép vô cho các bạn xem ha. Còn bây giờ thì mấy anh em mình đang đây, đang quốc lộ 61. Mình đi đường Xuyên Á mình về chợ Cà Mau. Chợ Cà Mau Biệt Thứ đồ cả nhà. Thì về tới dưới vậy rồi có mình vô chợ Biệt Thứ rồi coi có cái gì trong đó hay hay mình quay cho mấy bạn coi ha. Đây là anh Hùng siêu whip pro. Anh Hùng im lặng. Anh Hùng thì đây mình đang đậu mất tiêu rồi. Đây mình anh em mình đang trên đường đi Cà Mau nè cả nhà. Đó thì cứ quay rõ hơn nữa. Đi tới đây thì cũng gần tới, nếu tới thành phố Cà Mau thì cũng gần tới cái chỗ mà cái đất mũi nè các bạn. Chỗ này là ra đây check-in đẹp nè. Định vị tới hai cái điện thoại luôn, sợ Google chỉ lạc. Con nào cũng quên thì con nhỏ khác nó chỉ. Đây là cái hành trang của anh em mình cả nhà. Đi bán hàng bông vậy đó. Đầy xe luôn. Thì nếu từ đây mà mình đi ra Hà Tiên. Lúc nãy là tính đi ra Hà Tiên. Hà Tiên xong ra Phú Quốc cũng được nè. Nhưng mà bây giờ anh em mình không đi ra Hà Tiên mà mình vòng vòng về Cà Mau. Vòng về Cà Mau xong mình đánh về Bạc Liêu. Mình đi thị xã Vĩnh Châu rồi Sóc Trăng, Trà Vinh rồi Bến Tre rồi lại về lại thành phố Mỹ Tho, xong là mình đi lên Tân An hoặc là đi Gò Công, mình đi thẳng về Sài Gòn luôn các bạn. Thẳng về Sài Gòn mình hợp mặt với ban ăn nhậu mình cái rồi. Mình lại tiếp tục cái đoạn đường mà anh em mình thường đi là đi từ Sài Gòn Vũng Tàu La Ghi, nói chung là Đồng Nai rồi đi Phan Thiết Phan Rang Phan Rí rồi Cam Ranh Nha Trang Ninh Hòa rồi Tuy Hòa Phú Yên, mình đi dài ra Quy Nhơn rồi đi ra Huế luôn các bạn. Còn khúc ở ngoài đây thì anh em mình Đà Nẵng này kia là anh em mình cũng chưa có đi tới, nhưng mà ít bữa nữa mình sẽ đi ra tới đó. Mình sẽ đi tới đâu có nhiều cái gì mà hay hay thì anh em mình sẽ quay review lại cho cả nhà coi nha. Nếu mà có anh em nào trên cái tuyến đường này thì liên hệ với mình để mình giao lưu. Kéo là thấy mỏi tay đó, đi là biết nào tới. Đây điểm chính của anh em mình, nhà của mình anh em mình là ở Sài Gòn, ở
bây giờ là mình đang đi trên đường Xuyên Á, mình đi về thành phố Cà Mau. Đây là hai cũng bí kíp võ công của anh em mình cả nhà. Hôm bữa rồi là mình mấy anh em mình đi cũng nhiều chỗ lắm nhưng mà không có thời gian. Tại vì đi bán chiều rảnh về mình có thời gian mình đi chợ này chợ kia hay là những cái chỗ đẹp cảnh quan gì đó. Nhưng mà chưa có thời gian để làm video. Bữa rồi mấy anh em mình bắt nguồn từ Tiền Giang. Tiền Giang là mình đi Đốc Bình Kiều lên chợ Tâm Nông, chợ Thanh Bình. Rồi chợ An Long, Hồng Ngự, Tân Châu, Châu Đốc. Rồi Nhà Bàn, Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn, Long Xuyên, Tân Hiệp, Thốt Nốt, Rạch Sỏi, Rạch Giá, rồi Minh Lương, giờ mình về Cà Mau. Nói chung là còn còn một cuốn bí kíp để đi lận. Do anh Hùng đang bận chạy xe để anh Hùng móc xuống mình sẽ quay, mình sẽ review cho anh Hùng đi review chợ các bạn. Đúng là đường miền Tây chạy chừng cây số là có cầu. Cây số có cầu. Nghe đeo dây vô hết tiền rồi. Bây giờ mình đang ở quốc lộ 61, mình sẽ đi qua đường Xuyên Á rồi mình đi về Cà Mau. Nhưng mà trên đoạn đường này thì có mấy chợ huyện á mấy bạn, chợ huyện á cả nhà, thì nó sẽ là mấy cái chợ mà kiểu như chợ biệt thứ á, thứ 3, thứ 11 rồi đó, là mình sẽ ghé vô trong đó rồi mình bán hàng rồi mình coi có gì đẹp hay hay mình quay mình cho mấy bạn với cả nhà coi ha. Cầu Sơ Dừa gì, cầu Sơ Đũa. Mình thì quê ở Cây Lậy Tiền Giang, còn anh Hùng đây thì anh ở Bình Thuận, anh ở ngoài Liên Hương á cả nhà. Chỗ ảnh là có chùa Cổ Thạch với lại bãi Riêu, rồi có biển, biển gì? Biển gì không? Cổ Thạch Bình Thạnh. À biển Cổ Thạch Bình Thạnh cả nhà. Ở ngoài đó đẹp lắm, nhưng mà hồi trước là anh em mình cũng tính thôi chúng chưa làm kênh. Bây giờ mình làm rồi mình đi đâu mình cũng thấy cái gì đẹp đẹp thì mình quay mình up lên cho cả nhà xem. Nói chung thì làm để giải trí thôi, cho nên là rảnh có thời gian mua bán và rảnh đổi ra thì anh em mình làm. Những nẻo đường miền Tây ổ gà không. Thôi thì mình sẽ ốp ở đây để mình đi về xuống dưới tới chợ Miễn Thứ rồi mình gọi mình quay cho cả nhà xem ha, coi có gì hay không, có đặc sản gì mà ngon ngon không. Chào cả nhà ha, mình đang ở chợ Miễn Thứ, này là chợ thứ ba, chợ huyện. Chút xíu nữa mình sẽ đi vô trong chợ thứ bảy, chợ xã. Chợ này nói chung là nó cũng vắng. Sao đây nè bạn, đây là chợ của nó ngược hả, chợ thứ ba này bạn. Lên quay cái cây camera lại đây. Đây là chợ Miệt Thứ An Biên, này là chợ thứ ba. Ở trong sau nữa là đây là chợ quần áo, còn ở đằng bên kia nữa là nó có chợ bán đồ ăn á, bán cá, bán rau cải đồ á. Mình thì đang mới tiếp khách ở trong này có
trong này có khách hàng của mình thì mình mới vô đây thì mình tư vấn hóa chất này kia cho khách xong. Bây giờ thì mình đi ra ngoài trước, đằng trước chợ có cái sông nữa bạn. Bây giờ thì mình đi ra xe để mình đi ra ngoài chợ thứ bảy, chợ xã ngoài kia, ngoài kia chợ, ngoài kia chợ xã nhưng cũng lớn lắm. Đi từ sáng giờ luôn. Đây nằm ngơ ngác. Lại thất bại rồi, thầy ơi. Hả? Bây giờ mình sẽ đi tiếp tục ra ngoài chợ thứ bảy. Đường này luôn nè anh Hùng. Đây. Đường này luôn à. Rồi hẳn ra 6-7 cây vậy mới tới chợ thứ bảy. Chiều rồi bạn, mặt trời xuống rồi, hoàng hôn buông xuống rồi. Rồi lên đường thôi bạn ơi. Ở đây coi vậy chứ cũng đầy đủ lắm bạn. Điện máy xanh, bánh quá xanh này kia, đủ thứ cái gì cũng có chứ. Chợ nông sản thứ ba An Biên. Chào cả nhà nha, mình đang có mặt tại chợ Miệt Thứ Kiên Giang. Chợ nằm ở dưới kia kìa. Thấy cái cầu đẹp quá, lên cái cầu chơi. Chợ này là chợ Miệt Thứ mà chợ này là chợ thứ bảy nha cả nhà. Còn chợ chủ nhật ở đâu thì đang kiếm mà chưa thấy. Còn ở chợ thứ bảy này thì nó cấm ô tô cho nên nãy giờ đi bộ. Không được mấy ký rồi các bạn ơi. Đó, chợ thứ bảy nằm đây nè. Còn ở ngoài đầu đường kia là chợ thứ ba. Bây giờ mình sẽ đi ra xe rồi mình đi kiếm cái chợ chủ nhật nó nằm đâu nha mấy bạn. Chào cả nhà, lúc nãy là mình đi vô chợ Miệt Thứ, chợ thứ bảy mà hồi nãy đi bộ rồi quên đem theo cái máy quay. Mà trong đó thì nói chung ra nó quẹo qua này à, mà bây giờ thấy chết mẹ rồi, sau lưng rồi nè ơi. Mà bây giờ con quỷ Google nó chỉ anh em mình đi ra chợ thứ 11 mà nó chỉ đi vô trong cái đường trong rừng à, bây giờ phải quay xe lại. Ban quản lý rừng An Biên. Ở đây là mình đi cách 16 cây nữa là tới rừng U Minh nha các bạn. Tối nay cho hai anh em mình ngủ trong rừng, thấy anh Hùng. Đây hả? À đúng rồi. Tối nay cho anh em mình đi ngủ trong rừng bữa thử coi mũi nó ở đây nó ra sao. À, đi thẳng là quẹo trái. Quẹo trái xong quẹo trái nữa gặp cái bụng binh. Xong rồi đi thẳng, xong rồi quẹo phải. Trời mẹ ơi, đi thẳng luôn ra quốc lộ 63. Hồi nãy sao nó không chỉ quốc lộ 63 ta mà nó chỉ trong rừng đi chạy. Ở dưới quê cũng kẹt xe nữa hả? Giống Sài Gòn vậy, kẹt xe chỉ đường tránh. Trời cũng đang chuẩn bị chuyển mưa cả nhà ơi. Xưa giờ đi à, chết mẹ lo nói chuyện quên kêu quẹo ve lên không nè, ve lên cái quẹo lo quay nói chuyện không quên chạy lố nữa các bạn ơi. Karaoke Phương Anh kính chào quý khách. Bạn ế qua Hồng chứ Hồng là vô đây karaoke rồi. Phải ra karaoke 168. Đột vô đây dung vô trúng ổ rồi bạn ơi. Chắc vô đây có kẹo thơm á.
nhà trọ Gia Thịnh đúng luôn, cao kê, mở kế nhà trọ là y bài. Nè con nhỏ Google nó chỉ vậy nè, bây giờ đi thẳng xong rồi quẹo phải, quẹo trái gặp bùng binh, quẹo phải rồi đi thẳng rồi tới quốc lộ 63. Vô cái đường gừng này nè, bởi nhỏ Google là không thể nào tin tưởng được bạn bè chỉ vậy á. Quẹo 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 trái gặp bụng binh, đây bụng binh đấy bạn. Đây quay cho bạn coi bụng binh, đây bụng binh đấy bạn. Đó, thấy bụng binh không? À, đúng thiệt tình bụng binh. Rồi quẹo phải ra bụng binh cỏ không, mới thấy bụng binh vậy luôn á. Thành phố Gạch Giá đường này, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận đi đường này. Đường nãy hả? Tội nè. Trời đất ơi. Chỉ kỳ á. Đúng rồi bạn ơi, đường này nãy mình đi vô nè, mà giờ đi lại đây nữa rồi. Trời đất ơi. Trời thấy có hơi nước. Cầu gì đây, cầu gì mà nó mờ câm rồi. Đây dòng sông của em, dòng sông của em ghét không. Rồi quẹo phải là đúng bài rồi đó anh Hùng ơi, quẹo phải ra quốc lộ 63. Đây quốc lộ 63 đường cũng nhỏ chứ không có lớn. Rồi thì bây giờ một đường này mình sẽ đi ra tới chợ thứ 11. Là chợ này thứ 7 nè, thứ 11 là hết. Mình có bên này có nãy có 11 chợ. Mình thứ là 11, 11 thứ 11 nhưng mà có 3 chợ lớn thôi mấy bạn. 3 chợ lớn. Trên đường này cũng tấp nập nè, cũng bán đầy đủ ăn uống lum la nè. Đang lo về đây không có chỗ ngủ đây chứ mà chắc nhiều. Rồi trên tuyến đường này mình sẽ đi ra tới chợ 11. Chợ thứ 11. Và ra đó mình sẽ quay cho mấy bạn xem cái chợ thứ 11 nha. Chào mấy bạn, bây giờ mình đang đi ra chợ Miệt Thứ thứ 11. Mình đang đi cặp cái bờ sông lại con đường mà nhìn thấy đẹp quá, mình quay cho mấy bạn. Quốc lộ 63. Quốc lộ 63 cái đường này đi về Cà Mau nè. Trời đang chuyển mưa nữa. Cầu 3000. Đường này thì bên kia cặp bên sông đẹp quá trời, mà nãy chạy khúc kia đẹp lắm mà móc máy nên quay không kịp. Để coi chạy chút xíu nữa coi có cái khúc nào mà có sông cái bên đẹp đâu. Anh Hùng thì đang tập trung chạy xe, anh sợ đường vắng chó nó chạy ra mấy bạn. Ông chào cả nhà cái đâu. Tập trung lo dòm chó chạy, sợ chó chạy ra. Đây đây cặp sông đây bạn ơi. Quê thì mình chạy mình sợ nít nôi rồi đó bạn ơi, chạy phóng ra là không đi nghe chạy. Còn ở bên mé bên tay trái của mình đây là cái ruộng lúa cũng đẹp lắm. Để đi dọc ngoài kia có cái cảnh nào đẹp để mình quay cho cả nhà coi. Còn cái gió nè, gió kéo cá nè. Giờ thì mình đã đi tới, nếu theo bản đồ thì mình đang trên quốc lộ 63, vẫn còn Kiên Giang. À
điểm đến của mình ở đây là mình đang định vị ở ngay chỗ thành phố Cà Mau. Tiếng mưa rồi, kèo này sẽ không thoát được giấc mưa này rồi. Cổng chào huyện U Minh, kính chào quý khách. Đây là huyện U Minh nè các bạn. Đây, bạn đây, huyện U Minh Thượng. Sông này giống hồi xưa có cá sấu lắm nè. Mũi thì giờ biết còn không, cá sấu chắc hết rồi. Xuống đây chưa nào? Hả? Chưa, đi vô thành phố Cà Mau nó đi rồi chưa xuống đây. Ờ, nào xuống tâm sông coi có cái sấu không? Thôi đầu tắm. Cỡ nồng xuống dưới cái sấu nó lụm cái nửa con. Nó là chợ xã thôi mà nó cũng lớn lắm, nghe nó lớn lắm.